VIP dẫn đầu xu thế thẻ. Trấn Thành và Ngô Kiên Huy xin được chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đang đến với chương trình The Masked Singer All Star Concert 2023. Quý vị ơi, có thể cho mình nghe những tràng pháo tay to được không ạ? Ngày hôm nay Trấn Thành và Ngô Kiên Huy rất là vui khi được đứng đây trước hơn rất là nhiều ngàn khán giả đang có mặt tại concert mà chúng tôi được cho rằng là mong chờ nhất trong năm. Và một lần nữa xin đón chào toàn thể quý vị đến với một trong những sự kiện âm nhạc lớn nhất và được mong chờ nhất trong năm nay, The Masked Singer Concert. Dạ, trước khi chúng ta bắt đầu vào chương trình thì cho phép chúng tôi được flexing nhẹ nhẹ về độ phủ sóng của The Masked Singer All Star Concert và đặc biệt là chương trình The Masked Singer All Star Việt Nam ngày hôm nay. Với các lượt view sương sương là bao nhiêu anh Thành nhỉ? Năm nay thì thưa quý vị, được NASA báo xuống thì chúng tôi biết là lượt view của chúng tôi đã sắp xỉ là gấp đôi của năm ngoái thưa quý vị. Hơn 2 tỷ view trên khắp mọi nền tảng. Và đặc biệt là chương trình của chúng tôi được phủ sóng khắp mọi nơi và là một trong những chương trình âm nhạc được bàn tán sôi nổi nhất trên mạng xã hội. Và đặc biệt là chỉ trong một chương trình âm nhạc thực tế thôi mà có hơn 10 bài hit hoàn toàn mới được tạo ra bởi chương trình. Nhẹ nhẹ sương sương thôi. Và dĩ nhiên ngày hôm nay chúng tôi đã tổ chức một đêm concert để tri ân tất cả khán giả, bởi vì khán giả chính là nguồn lực lớn nhất của chúng tôi để thực hiện mùa 2 và thành công cho đêm ngày hôm nay. Hy vọng là buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức một bữa tiệc âm nhạc hoành tráng và mãn nhãn được không ạ? Vâng, cảm ơn rất là nhiều ạ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình The Masked Singer All Star Concert năm nay được tổ chức bởi V Channel và V On thuộc đất Việt VAC Group Holdings thực hiện. Và tất cả quý vị hãy cùng với chúng tôi tải ngay siêu ứng dụng giải trí V On để được xem trọn bộ The Masked Singer All Star Concert năm 2023. Và VOn là một siêu ứng dụng giải trí để xem phim, show, truyền hình và thể thao. Ngoài ra, sắp tới chúng ta sẽ cập nhật thêm một bản đặc biệt của siêu ứng dụng VOn nữa, đó chính là phiên bản toàn cầu. Tức là tất cả quý vị ở bất kỳ nơi nào trên toàn thế giới đều có thể trải nghiệm những nội dung thuần Việt trên siêu ứng dụng giải trí VOn. Hãy cùng chúng tôi tải ngay siêu ứng dụng giải trí VOn. VOn không thể rời mắt. Và nhân đây cho phép chúng tôi gửi đến một lời tri ân với những tổ chức đã cùng chúng tôi đồng hành với The Masked Singer Việt Nam. Đó chính là những nhà tài trợ của chúng tôi. Đầu tiên, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn nhà tài trợ Kim Cương. Đó chính là Ngân hàng Quốc tế VIP dẫn đầu xu thế thẻ. Và xin được cảm ơn nhà tài trợ vàng. Đó chính là Bia Pháp 1664 Plank, bia vị chất mở bất ngờ. Và xin được cảm ơn nhà tài trợ bạc. Đó chính là Mobifone, nâng tầm cuộc sống. Vâng, và thưa quý vị, để tạo nên một mùa The Masked Singer rất là thành công, chúng tôi không quên gửi lời cảm ơn đến rất là nhiều tất cả những ca sĩ, những ngôi sao đã thành danh. Họ đã bỏ và sắp xếp rất là nhiều thời gian của mình và công việc của mình để tham gia chương trình hôm nay và tạo nên một mùa The Masked Singer 2 rất là thành công, được mọi người yêu mến như vậy. Và bên cạnh đó thì một trong những thành phần không thể không kể tên thưa quý vị, tạo nên linh hồn cho những bài hát, đó là ban nhạc Hoài Sa. Xin một tràng pháo tay nồng nhiệt cho ban nhạc Hoài Sa thưa quý vị. Với người đàn ông kỳ thuộc đó là nhạc sĩ Hoài Sa thưa quý vị.
trời. Kimbo Minh Hoàng. Bên cạnh đó có saxo Hữu Tài, violin Phạm Dũng, guitar Dũng Đà Lạt, guitar Đăng Khoa, trống Công Thành, bass Thanh Sơn và nhóm nhạc Cadillac. Và ngay bây giờ để mở đầu cho chương trình, chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Bảo Thái, đại diện cho trưởng ban tổ chức chương trình, thưa quý vị, công ty V Channel sẽ lên sân khấu có đôi lời chia sẻ với toàn thể quý vị. Một tràng pháo tay nồng nhiệt để chào đón ông Bảo Thái đến từ V Channel. Xin chào tất cả quý khán giả. Big fan của The Masked Singer Việt Nam đâu rồi? Năm ngoái chúng ta đã tổ chức concert lần đầu tiên rất là thành công và phải nói là rất là hoành tráng. Và đêm nay chúng ta sẽ gặp lại ở nhau ở đây để tổ chức concert lần hai. Năm nay với cái dàn vocalist hùng hậu của mùa 2, kết hợp với các mascot của mùa 1 và đặc biệt là sự có mặt của các khách mời đặc biệt, thì hy vọng đêm nay chúng ta sẽ có những trải nghiệm không thể quên với The Masked Singer Việt Nam OSA Concert 2023. Thay mặt cho ban tổ chức, tôi chân thành cảm ơn Ủy ban dân thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao, Cục Phát thanh Truyền hình, HTV, các cơ quan báo đài, Ủy ban nhân dân quận 7 và nhất là Ngân hàng Quốc tế VIB, Bia Pháp 1664 Plan đã luôn đồng hành và ủng hộ cho The Masked Singer Việt Nam năm 2023. Thưa các bạn, khi tổ chức The Masked Singer Việt Nam, cái tiêu chí mà chúng tôi muốn đặt ra là mang đến cho quý khán giả một trải nghiệm xuất sắc về âm nhạc, mang đậm văn hóa Việt. Thay mặt cho tổ hợp truyền thông đất Việt VAC và đơn vị sản xuất chương trình V-Channel, chúng tôi mong và chúc cho quý khán giả có một đêm thưởng thức, thư giãn với The Masked Singer Việt Nam All Star Concert 2023. Xin cảm ơn tất cả quý khán giả đã luôn ủng hộ chương trình. Xin cảm ơn. Xin một tràng pháo tay nồng nhiệt nữa cho ông Bảo Thái, thưa quý vị, đến từ V-Channel. Và chúng tôi cũng xin được mời lên sân khấu Miss Sương đến từ Ngân hàng Quốc tế VIB, sẽ đại diện cho nhà tài trợ chính của chương trình có đôi lời chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay. Xin một tràng pháo tay nồng nhiệt cho Miss Sương đến từ VIB. Xin chào quý vị khán giả và toàn thể những cái nghệ sĩ tài năng của chương trình The Masked Singer Việt Nam 2023. Đêm nay tôi rất vinh dự được ở đây hiện diện và cùng hòa mình với hàng chục ngàn khán giả để mà cùng chúc mừng cho chương trình The Masked Singer Việt Nam đã có những con số vô cùng ấn tượng. Và đại diện cho Ngân hàng Quốc tế VIB, tôi xin gửi lời chúc mừng đến chương trình cũng như là 20 nghệ sĩ tài năng đã có những màn trình diễn tuyệt vời trong vòng 4 tháng qua. Như các quý vị cũng đã biết thì đây là năm thứ hai liên tiếp VIB đồng hành cùng với chương trình The Masked Singer Việt Nam. Và khi mà chúng tôi đồng hành cùng với chương trình, cái thông điệp dẫn đầu xu thế thẻ cùng với các dòng thẻ tín dụng của VIB đã được giới thiệu đến toàn thể quý vị và nhận được sự đón nhận vô cùng nhiệt liệt. Rất cảm ơn quý vị về những cái sự ủng hộ đấy. Và với cái tiêu chí là luôn luôn hướng đến khách hàng và muốn khách hàng là trọng tâm, thì khi mà lựa chọn và đồng hành cùng chương trình The Masked Singer Việt Nam thì chúng tôi luôn biết rằng khán giả chính là những cái khách hàng của mình, và do đó thì chúng tôi cũng mong muốn mang đến những cái trải nghiệm tốt nhất dành cho khán giả và như là một cái lời tri ân cảm ơn đến khách hàng của mình. Một lần nữa tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý vị khán giả và chúc cho quý vị khán giả có một buổi tối vui vẻ và cùng hòa mình vào không gian âm nhạc hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả. Xin cảm ơn Miss Sương đến từ VIB, một tràng pháo tay nồng nhiệt nữa thưa quý vị. Ngày hôm nay đến đây thì chắc chắn là quý vị sẽ ủng hộ cho top 3 của chương trình phải không ạ? Ai là fan của Cú Tây Bắc ạ? Dạ bên đây ai là fan của Voi Bản Đôn ạ? Ai là fan của ông Baby? Ok.
Vậy thì chỉ còn vài phút nữa chúng ta sẽ biết được kết quả của top 3, ai sẽ là quán quân của The Masked Singer 2023. Còn ngay bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu bước vào không gian âm nhạc của chương trình với tất cả các mascot sẽ cùng trình diễn trên sân khấu ngay bây giờ. Quý vị sẵn sàng chưa? Hãy cùng với chúng tôi đếm ngược thời gian để xuất hiện 19 mascot của The Masked Singer Việt Nam 2023. Countdown cùng với nhau nhé. 5, 4, 3, 2, 1. Bắt đầu! Yeah.
tôi phi thường qua phần trình diễn của tất cả các mascot tham gia The Masked Singer năm nay. Và bây giờ tất cả chúng ta hãy cùng dành những tràng pháo thật lớn để cảm ơn phần trình diễn vừa rồi của 19 mascot, và chúng tôi sẽ lần lượt vinh danh họ ngày hôm nay. Đầu tiên đó chính là Cú Tây Bắc. Xin chào, một tràng pháo tay nồng nhiệt cho Baby. Tiếp theo là Cún Tốc Lô. Voi Bản Đô. Bạch Khổng Tước. Xin giới thiệu Bố Gấu. Xin được giới thiệu Hippo Happy. Xin giới thiệu Nàng Tiên Hoa. Và Chuột Cherry. Xin giới thiệu Cáo Tiểu Thư. Và đây, bạn của tôi, Thỏ Sổ Khuyên. Và kế bên Thỏ Sổ Khuyên là Sứa Thủy Tên. Và tiếp theo đó chính là Cá Ngựa Đôi. Và kế bên Cá Ngựa Đôi có một em bé rất là dễ thương, Cù Bông. Và kế bên em bé đó chính là một anh chàng vô cùng lực lưỡng, Khỉ Hầu. Và em trai ruột của Khí Hầu thì có bị Kỳ Lân Lãng Tử. Và kế Kỳ Lân Lãng Tử đó chính là Tê Giáp Ngộ Nghến. Và ngay bên này thưa quý vị, rất là dễ thương với chương trình, đó là Madame Vết. Và một lần nữa xin mời tất cả chúng ta hãy dành những tràng pháo tay lớn nhất, những tiếng hét cổ vũ cho tất cả 19 mascot của chúng tôi. Cảm ơn rất nhiều và cảm ơn tất cả các mascot của The Masked Singer Việt Nam mùa 2. Và xin cảm ơn rất nhiều, một tràng pháo tay nồng nhiệt nữa thưa quý vị. Cảm ơn các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã trải qua rất nhiều tháng cùng với The Masked Singer và có rất là nhiều những cảm xúc vui buồn khác nhau. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với một tiết mục mở đầu thật là nhiều những cảm xúc và kỷ niệm cùng với một mascot đã từng xuất hiện ở mùa 1, một trong những mascot thiên biến vạn hóa và mọi người rất là yêu mến, đó là Thùy Chi Tí Đậu. Cùng với rất nhiều những mascot trong bài hát quen thuộc Việt Nam Trong Tôi Là. Xin một tràng pháo tay nồng nhiệt để chào đón thưa quý vị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Xin cảm ơn sự có mặt của tất cả các anh chị em nghệ sĩ đã có mặt trong The Masked Singer mùa 2 này. Xin cảm ơn Thùy Chi một lần nữa. Một tràng pháo tay nồng nhiệt nữa thưa toàn thì quý vị. Xin cảm ơn mọi người. Và quý vị, chúng ta đã được theo dõi đêm công bố và trao giải thưởng của The Masked Singer ca sĩ mặt nạ mùa 2. Và thưa quý vị, chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn nhà tài trợ chính chúng tôi, đó chính là Ngân hàng Quốc tế VIB dẫn đầu Xu Thế Thẻ. Và xin cảm ơn nhà đồng tài trợ Bia Pháp 1664 Blanc, bia vị chất mở bất ngờ. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình The Masked Singer năm 2023 đêm công bố kết quả và trao giải. Chương trình do V Channel và V On thuộc Đất Việt VAC Group Holdings thực hiện. Và ngày hôm nay chúng tôi sẽ công bố kết quả dành cho top 3 của The Masked Singer trong giây lát. Và trước khi đến với tiết mục đặc biệt đó, mời quý vị và các bạn cùng chào đón một trong những mascot cực kỳ thành công của chương trình năm ngoái sẽ trở lại đây với một bài hát đơn của mình cùng biểu diễn với Tess. Mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với Mira Trần với ca khúc Môi Chạm Môi. Một dân chơi cũng không thích chơi đùa chuyện tình cảm. Anh chọn là nghe theo con tim dù biết là lý trí của mình cả. Có thể em nói là không thích bạn bè nói chuyện ra công kích. Tình cảm cho đi là vô ích dù có bị từ chối thì anh vẫn bình thản. Cho em yêu thương những lần ôm chặt, cho em môi hôn đã lên gương mặt, cho em lời nói khi ta thân mật dù là thoáng qua nhưng luôn luôn là chân thật. Kể cả em thích đôi ta không gặp, kể cả không thành một lời uyên ương, tình yêu trái tim anh vẫn luôn bật vì em sinh ra vốn là để được yêu thương.
Thưa quý vị, Mira Trần và Taze. Thank you Mira Trần, thank you everybody. Xin chào The Masked Singer. Mùa 2 sẽ thật thành công. Cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều về những tình yêu thương và thank you. Xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi và nghỉ giải lao trong ít phút. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau vài phút. Hôm nay thì chúng tôi đang đến với phần quảng cáo trên truyền hình. Cho nên trong thời gian đó, chúng ta sẽ có một game nhỏ nhỏ để gửi tặng cho quý vị món quà đến từ ngân hàng VIP. Dạ, là đến gì từ Vion. Đến từ Vion anh. Ở Vion luôn. Dạ. Đây là một món quà trị giá là 2.599.000 đồng. Để quý vị đăng nhập vào tất cả các ứng dụng của Vion, xem thoải mái tất cả các nội dung độc quyền của chúng tôi. Có nghĩa là member card VIP đúng không? Dạ đúng rồi. Ok. À, quý vị ở đây ai tải Vion về nhà rồi ạ? À? Ok. Và cái này là một cái tài khoản VIP nha quý vị. Có thể bình chọn cho bất cứ ca sĩ nào trong bất cứ chương trình lớn nào của Vion. Và bây giờ chúng tôi sẽ có một câu hỏi. Không biết là quý vị khán giả nào trả lời được thì sẽ tặng quà ngay. Dạ. Rồi. Bác có muốn hỏi gì không? Câu hỏi nãy giờ mình hay là bây giờ mình hỏi câu hỏi mà mình vừa hỏi trong chương trình đêm concert vừa rồi đi. Ừ. Là liên quan tới các top 3 của chúng ta. Top 3. Là bây giờ chúng tôi một câu hỏi như sau. Thì vừa rồi trong chương trình concert thì anh Trấn Thành và cô Kiến Huy có thông báo một con số về tổng lượt view của các ca khúc của Voi Bản Đôn. Ok. Là bao nhiêu triệu lượt view? Quý vị có biết là Voi Bản Đôn nó mang về được cho chương trình bao nhiêu triệu lượt view không ạ? À? Ai biết giơ tay ạ? À? Tất cả các tiết mục và chứ không phải là hai bài hát hit nha. Tất cả các tiết mục. Hồi nãy em có giới thiệu sơ sơ đó. Có ai biết không? Ai? Dạ khu vực VIP dơ ta hơi nhiều. Đó, thôi bây giờ mình ưu tiên bên phải đi anh. Đi xuống với quần chúng đi. Dạ. Dạ. Đó, ủa sao tôi vô đây cái ông đóng tôi lại vậy ông nội? Trời ơi sao anh em mình lớn. Ừ. Đây. Rồi sao? Ai biết? Dạ. Con voi có bao nhiêu view? Tổng hợp tất cả các tiết mục ạ. Trời ơi, search Google nữa. Em gái, nói đi, rồi ra đây cưng. Dạ, ai ạ, ai ạ? Em đó, ừ, em tràn lên, em tràn lên. Đó, đây. Em lên được không? Dạ, đây, cho em lên. Em trào xuống cho. Dạ, ừ. Để em lấy mic cho bạn cho em lên. Ừ. Dạ, em, bạn ấy ở khu vực đây. Dạ rồi. À. Hay quá. Trời ơi, trời ơi. Có bảy. Dạ. Sao cưng, bao nhiêu view? Khoảng 350 view. Bà ơi bà, bà đoán cái gì kỳ vậy? Cái gì mà có 350 view vậy? Tôi tức trong lòng ngực. Trời đất ơi. Bà, chốt nè, bây giờ chốt đáp án à? Nói là. Dạ, em xin chốt là 350 triệu view. 350 triệu view là đáp án chính xác. Tặng quà. Dễ thương. Chứ nghĩ sao có 350 view tôi cũng làm được. Tôi can liền. Rồi. Bên phải hả? Hết giờ rồi ha. Trời ơi, vậy phần quà này thuộc về chúng tôi rồi. Ừ, vậy đi. Anh em mình coi. Quý vị ơi, nhưng bây giờ là còn khoảng vài chục giây nữa thôi. Dạ. Chúng tôi sẽ trở lại ngay trên sân khấu. Quý vị ở với chúng tôi cho đến cuối giờ nha. Chúng ta sẽ biết được kết quả của top 3 ngay bây giờ. Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã trở lại với đêm công bố và trao giải The Masked Singer 2023. Quý vị và các bạn thân mến, và trước mắt chúng ta trên sân khấu đang là một nhân vật mà tất cả chúng ta đều yêu mến qua các vòng thi với sự biến hóa, đa dạng và cực kỳ chuẩn chỉnh trong tất cả các tiết mục của mình, đó là ông Baby. Hay còn gọi là chú ông vô định. Và thưa quý vị, năm nay á, để cho có thời gian nhiều hơn cho các mascot được chia sẻ cảm xúc của mình, cho nên chúng tôi lựa chọn là sẽ unmask trước, có nghĩa là sẽ cho các bạn ấy lộ diện trước.
sau đó hát ca khúc của mình. Và đến cuối chương trình thì chúng ta sẽ biết được ai là thứ hạng mấy trong cuộc thi năm nay. Trước khi chúng ta lộ diện thì em chia sẻ là thông tin đó chính là đây là một những bộ đồ mà hiện tại vẫn là nặng nhất của The Masked Singer nha. Và bây giờ sẽ là một vài câu hỏi trước khi mà chúng ta... Vâng, và trước khi để trả lời những câu hỏi này thì chúng ta rất là muốn biết bên trong cái đầu to này là nhân vật nào mà tuần nào cũng biến hóa và có giọng hát thật là điêu luyện như vậy. Bây giờ khán giả hãy cùng chúng tôi đoán thử xem là ai ạ? Đó là một cái tên duy nhất anh ơi. Mình hô to khẩu hiệu của chương trình nha. Mở ra. Mở ra. Mở ra. Mở ra. Mở ra. Và đó là... Và đó là... Ủa? Cái gì? Và đó là... Và đó là... Là... Một con chim. Ủa? À, Tiểu Phượng Hoàng. Chính xác. Tiểu Phượng Hoàng là cái con mà Phượng Hoàng lửa gọi là con gà đông tảo. Đúng. Vẫn kiên định không chịu lộ mặt. Như vậy có nghĩa là hai trong một. Ông Baby là Tiểu Phượng Hoàng. Đúng ạ. Vậy Tiểu Phượng Hoàng là con gì? Mở ra tập 2. Mở tập 2 ra. Mở ra. Mở ra. Mở ra. Mở ra. Y. Tiểu Phượng Hoàng cũng như ông Baby của mùa 2. Bây giờ có mặt chốt em xỉu ngang. Và đó là... Là... 1, 2, 3! Ca sĩ Orange! Trời ơi, tội nghiệp. Trời ơi. Một cái người phụ nữ nhỏ xíu như vậy mà đội ta nói... 30 mấy ký. 30 mấy ký lô trong người. Mỗi lần bà đội như vậy em hát có nổi không bé? Ha, hỏi thiệt á. Dạ, thực sự là chương trình cũng cho em một bộ đồ rất là sang. Sang chấn tâm lý đó. Thì em nghĩ rằng là mỗi một lần mình đứng trên sân khấu là một cái cơ hội lớn cho em. Cho nên là em không còn nghĩ gì hết về cái sự nặng của bộ đồ nữa. Và thực sự là cái hành trình mà âm nhạc của em á, nó không quá là suôn sẻ. Nhưng mà chưa bao giờ em từ bỏ hết. Và em rất là cảm ơn bản thân mình vì đã không từ bỏ để có thể đến The Masked Singer năm nay và có được những trải nghiệm đáng nhớ nhất năm 2023 của Orange. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Có ai yêu Orange không ạ? Trong suốt quá trình thi thì ngày hôm nay đến đêm cuối rồi thì cái động lại trong em lớn nhất là gì? Tới cuối rồi thì cái điều mà vẫn làm cho em rất là xúc động và bất ngờ đó là cái tình yêu thương của mọi người dành cho Tiểu Phượng Hoàng và ông Baby quá là lớn. Lúc đầu thì em thi thì em không hề nghĩ tới cái điều đó và cứ nghĩ rằng là mình sẽ không đi được xa đến thế. Nhưng mà tới bây giờ thì khi ra hát những cái bài hát của mình sáng tác rồi được kết hợp chung với những nghệ sĩ khác thì em thật sự là rất là xúc động và thật sự phải khẳng định rằng là không có mọi người thì là sẽ không có em ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán giả rất là nhiều ạ. Và chắc chắn là em rất là tự tin, bây giờ tự hào về kho tàng 200 ca khúc của bạn ấy. Trong một lần anh nhớ một tập là bạn ấy chia sẻ là 200 bài hát. Và có một lần mà em nói là tự tin vì không dám thề bài hát này. Nhưng mà đêm nay chung kết rồi, sự tự tin còn hay không ạ? Thực ra thì em biết rằng là bản thân của em sẽ vẫn còn những cái vấn đề, những cái khiếm khuyết. Nhưng mà tối hôm nay thì em không còn tự ti nữa. Em mạnh mẽ. Thưa quý vị, nếu như quý vị đã xem thì quý vị thấy rằng là ông Baby của chúng ta là một người rất là nhút nhát. Bạn ấy cũng sống rất là nội tâm. Cho nên bạn ấy ít chia sẻ, bạn ấy ít có ra chỗ đông người rồi. Rất là hoài nghi về khả năng của bản thân mà tôi không biết tại sao phải hoài nghi. Trong khi hát thì rất là hay nhá. Sáng tác lại rất là thông minh và có chiều sâu trong tác phẩm của mình nhá. Thì ngày hôm nay có mặt ở đây thì một lần nữa đã minh chứng cho cái việc là những gì em theo đuổi, những gì em đã có công sức bỏ ra trong suốt thời gian vừa qua là hoàn toàn không hề lãng phí. Và The Masked Singer một lần nữa thật sự đã tạo nên một ông Baby rất đặc biệt trong lòng quý vị khán giả. Và ngày hôm nay Orange sẽ trở lại trên sân khấu
sẽ là Orange chứ không còn là ông Baby nữa. Và quý vị hãy yêu thương Orange như đã yêu thương ông Baby quý vị nhá. Cảm ơn mọi người ạ. Cảm ơn The Masked Singer. Cho em xin gửi lời cảm ơn tới The Masked Singer, tất cả các anh chị em trong ekip, cũng như là anh Ngô Mạnh Đông Đông, ban cố vấn, ban nhạc Hoài Sa, ban bè, và rất nhiều con người em phải cảm ơn nữa. Và ngày hôm nay thì còn có cả rất là nhiều bạn bè của em, cũng như là có ba mẹ của em ngồi ở dưới để xem nữa. Ba mẹ ơi, ngày xưa lúc mà con còn nông nổi thì con nghĩ rằng là ba mẹ không thương con và không ủng hộ cái niềm đam mê của con. Nhưng mà bây giờ con nhớ lại thì những cái bước đi đầu tiên của con, những cái cuộc thi đầu tiên mà con tham gia, cũng chính ba mẹ là những người đã đưa đón, đã chờ cùng với con từ sáng tới khuya để mà được thi. Con rất là cảm ơn ba mẹ, con thương ba mẹ rất là nhiều. Ngày hôm nay thì còn có em trai của em đang đi du học cho nên là không có ở đây. Hy vọng rằng là em của em có thể xem được qua màn ảnh. Và còn một người nữa coi, em phải cảm ơn đó là cô Ngọc Mai. Cô Ngọc Mai là một cái người đã dẫn dắt cho Tiểu Phượng Hoàng năm ngoái. Và năm nay cảm ơn cô Trần Minh Huệ là cái người đã dẫn dắt cho ông Baby rất là tận tình qua rất là nhiều vòng thi. Và có một người nữa em phải cảm ơn, đó là bà ngoại của em ở trên trời. Bà ngoại ơi, con đã làm được rồi. Anh nghĩ là còn một người em quên cảm ơn, đó là chính bản thân em. Phải cảm ơn cái người đó đã rất là cố gắng để luôn luôn có được sự vững tin để trình diễn thật tốt mỗi một ca khúc mỗi đêm. Dạ, dạ cảm ơn bản thân em. Một tràng pháo tay nữa cho Orange. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bây giờ mọi người nghe Orange hát nhá. Dạ. Bây giờ mình cởi bỏ được cái lớp mặt nạ rồi nè. Bây giờ sẽ là một tư thế thoải mái nhất. Đeo cái đó mà đã hát live hay như vậy rồi thì bây giờ cởi ra thông thoáng rồi nha. Đã thông kinh mạch rồi. Bây giờ quý vị muốn nghe bài nào? Thôi em chọn đi. Nhiều lắm, 200 bài của em lần. Em xin gửi tới mọi người một ca khúc vừa mới được ra mắt của em, mang tên là Có Đau Thì Đau Một Mình ạ. Xin mời mọi người cùng thưởng thức ca khúc này ạ. Một tràng pháo tay nữa cho Orange. Ngày rồi lại đêm em cứ thao thức cho một cuộc tình mà người ta bỏ đi sau lưng giữa cuộc hành trình. Bật cười sao em luôn mong gặp chân ai mà chân ai chỉ là thước phim hài. Bao lời khuyên bỏ ngoài tai thôi thì em đã thở dài cho rằng tình yêu là mãi mãi. Tôi thì que mắt lại cay khi bật lên khúc nhạc này cứ khóc cho thật hay. Chẳng có đâu em mà một người lau nước mắt em ướt nhòa. Vì vốn thế gian vô tình, về em có đau thì đau một mình. Ai hay ai 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 ai. Một hai ba phút trước người ta đã bước đi, sao em còn ngồi đây trông ngóng bờ vai khờ dại cho rằng tình yêu là mãi mãi. Thôi thì khoe mắt lại cay khi bật lên khúc nhạc này cứ khóc cho thật hay. Chẳng có đâu em mà một người lau nước mắt em ướt nhòa. Vì vô thế gian vô tình, về em có đau thì đau một mình. Yeah.
ra thấy mình thật may, biết đâu nghĩa là trái tim em còn rung động ấp ôm trong tay. Giây phút em một mình nhất rồi khóc cho thật hết. Một tràng pháo tay nữa cho ông Baby Orange. Hát hay lắm luôn á. Hát mà nổi hết da gà. Nói chung là đây là một nhân vật rất là có tài và hát rất là tình cảm. Cho nên Trấn Thành hy vọng là quý vị sẽ yêu thương và ủng hộ Orange nhiều hơn nữa trong chặng đường sắp tới của mình nhé. Cảm ơn em đã đến với The Masked Singer năm nay. Cảm ơn. Dạ, em xin cảm ơn ạ. Em cảm ơn anh Trấn Thành, cảm ơn anh Bắp ạ. Vô chờ đợi kết quả nha. Dạ. Ok. Rồi người kế tiếp mà quý vị muốn unmask là ai ạ? À? Ai ạ? À? Ý nó lên luôn. Ủa? Rồi kìa Bắp ơi. Chưa kịp gọi tên. Nó lên. Là muốn lên trước mình luôn rồi. Ok, bây giờ là nhân vật gây tranh cãi nhất trong năm thưa quý vị voi bảng đô nè. Đây là nhân vật có rất nhiều yếu tố nha. Giải trí, giọng hát, khán giả, rồi tình duyên. Gia đạo, quà tặng. Ủa? Quý vị có biết anh là ai không ạ? Ai hả? Quốc Thiên. Cái gì vậy? Quốc Thiên hả? Dạ. Mà nói giọng sét. Nói giọng sét ghét. Tháo lục. Chuẩn bị. 1, 2, 3. Mở ra. Đó, chống cự vô ích. 1, 2, 3. Và đó là anh Tú thưa quý vị. Trời ơi. Tới cuối cùng lột mặt nạ dẫn tiểu phẩm được. Dẫn tiểu phẩm 2. Sao rồi? Trong cái lớp con voi bản đồ bao nhiêu lâu nay, hôm nay được thấy ánh sáng mặt trời rồi, em thấy sao? Em thấy vừa buồn vừa vui. Đó là buồn là bây giờ em không được là con voi đáng yêu nữa. Em trở về với anh Tú, em trở về với chính em. Nhưng mà em vui là lần đầu tiên trong vòng 5 tháng em được nhìn trực diện tất cả mọi người, được nhìn những cái tình cảm mọi người dành cho em. Và đó là cái sự trân quý của mọi người đã dành cho tất cả các mascot của chương trình ngày hôm nay. Lúc em mở mặt ra là em run lắm, bây giờ em chả biết nói cái gì luôn. Em chỉ biết là cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều khi đã đồng hành cùng em, cùng tất cả các mascot trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn anh Huy, cảm ơn anh Thành và cảm ơn tất cả mọi người. Ôi ơi, chúng tôi thực sự là với những cái cảm xúc ngày hôm nay thì thông thường cái quy trình mình cởi mặt nạ ra thì sẽ cho khán giả biết về những manh mối của bạn. Nhưng mà ngày hôm nay là đêm trao giải và chúng tôi sẽ muốn là dành tất cả khoảng thời gian này cho cảm xúc của bạn. Nên vì thế là nếu mà quý vị nào chúng ta muốn tìm được những manh mối về Vạn Đôn, có thể lên trên ứng dụng Vion chúng tôi hoặc là trên YouTube để mà chúng ta có thể tham khảo lại. Chương trình đã làm sẵn 3 cái video clip về tất cả các manh mối của các mascot. Quý vị có thể lên để theo dõi. Bây giờ mình trở lại với cảm xúc của Tú nè. Trong tất cả các bài thi thì cái bài thi nào để lại cho em nhiều cảm xúc nhất? Tại vì sẽ có những bài thi được nhiều view nhất, nhưng mà sẽ có những bài mà em thích hát nhất, hay là nó có kỷ niệm và cảm xúc với em nhiều nhất, thì đó là bài nào? Thưa quý vị với cả thưa mọi người rằng là bài hát mà cho em nhiều cảm xúc nhất và ấn tượng nhiều nhất vẫn là bài đầu tiên, bài Ngày Mai Người Ta Lấy Chồng, một sáng tác của nhạc sĩ Đông Thiên Đức. Bởi vì chính cái bài hát đấy đã làm cho voi được mọi người thương rất là nhiều và voi đã tự tin hơn rất nhiều khi mình đứng ở trên sân khấu hát một bài hát ballad và được tất cả mọi người ủng hộ.
cái niềm đấy là cái niềm hạnh phúc cực kỳ lớn của một người nghệ sĩ. Tú cảm ơn rất là nhiều khi tất cả quý vị khán giả đã luôn luôn yêu thương Voi Bản Đôn, yêu thương anh Tú. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Wow. Nhưng mà sao cái giọng nói này nó khác với con voi quá vậy em? Dạ, con voi là nó lên tông ghê lắm. Nó lên tông dữ lắm. Mà khán giả vẫn mới đang tự hỏi là thế đâu mới là anh Tú, đâu mới là con voi? Cuối cùng ai là ai? Con voi là anh Tú và anh Tú cũng là con voi. Bởi vì bây giờ em mở mặt nạ ra ấy, là em cảm giác thấy mình đang rất là bị hồi hộp. Và em chỉ thấy được là đêm nay như là một cái giấc mơ đẹp của em. Và chính các bạn khán giả đã làm cái giấc mơ đấy trở thành hiện thực, để cho em dám nghĩ, dám làm và dám ước mơ. Cảm ơn khán giả rất nhiều đã dành tình cảm cho em. Và em chia sẻ một chút thôi. Em thừa nhận và em biết được là mình không phải là một người siêu đẳng, cũng không phải là một giọng hát rất hay của chương trình. Em biết được điều đấy. Em rất biết điều đấy, nhưng mà em được một cái điều may mắn, đó chính là em được khán giả thương em. Đúng. Khán giả thương em nhiều quá. Và đó là cái sự mà em sẽ nhớ mãi đến cuối đời của em luôn, bởi vì thực sự nó là một cái điều vô giá đối với em. Em cảm ơn khán giả rất nhiều đã luôn luôn yêu thương em, yêu thương cái sự không hoàn hảo của em ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Wow, em thấy đây một chàng trai rất đặc biệt, bởi vì em với lại Tú là cũng chơi thân ở trong một cái đội banh. Ở ngoài đấy là một cái chàng trai rất năng động, rất tăng động và nhiều năng lượng. Nhưng mà khi vào một nhân vật như là Voi Bản Đôn thì phải cố giữ mình ở trong cái lớp vỏ Voi Bản Đôn. Có giữ được đâu. Thì đó, em cũng mấy lần em cũng khều khều là trời ơi, đó, lộ quá. Lộ quá. Đó, nhưng mà có một điều đặc biệt như thế này thưa quý vị, đó chính là khán giả biết đến anh Tú là một trong những mascot mà khi hát trình diễn là hát bằng cả tính mạng. Nhưng có một điều mà chương trình cũng muốn chia sẻ, cũng như là có thể là anh Tú ngày hôm nay cũng chia sẻ về câu chuyện này, đó chính là ở lúc mà mình bắt đầu đi hát á, thì mình sẽ không nhận được sự ủng hộ nhiều từ gia đình. Thì không biết là ngày hôm nay bạn có mặt ở đêm chung kết rồi, top 3 những giọng ca hay nhất của chúng tôi, thì bạn có muốn nói điều gì với lại gia đình hay là khán giả không? Em chia sẻ với mọi người là hôm nay đi xem concert thì có cả bố và mẹ em và cả chị họ em nữa đang ngồi ở Diamond Bar. Và em cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà mình đứng ở trên một cái sân khấu quá lớn như thế này. Từ một chàng trai lớp 5, em đã đi hát đám cưới cùng bố em làm chủ hôn, anh trai em đánh đàn. Và tới ngày hôm nay em đứng ở đây, đây là một phút giây huy hoàng của em, cả một cái sự nỗ lực. Nhưng mà em thừa nhận rằng một điều, đó chính là không có khán giả thì sẽ không bao giờ có Voi Bản Đôn và không bao giờ có anh Tú hiện tại. Cảm ơn khán giả rất nhiều đã dành tình cảm cho tất cả các mascot và cho Voi nữa. Chắc chắn là như vậy rồi. Và tình cảm mà quý vị dành cho Voi sẽ không chỉ ở lại với The Masked Singer mà sẽ tiếp tục đi theo anh Tú trong những chặng đường sắp tới. Chắc chắn là như vậy. Bây giờ em đã sẵn sàng hát cho mọi người nghe chưa? Chắc là cho em cảm ơn nữa được không? Hay là hết giờ phát sóng rồi? Em cảm ơn em. Thôi em cảm ơn nhanh, em cảm ơn tất cả các ekip, tất cả mọi người đã cùng nhau tạo dựng một chương trình quá hay, quá giá trị cho người dân, tất cả bà con, tất cả khán giả xem. Đó là một cái điều tuyệt vời nhất rồi. Và em xin cảm ơn đức tin của em. Em xin cảm ơn gia đình, cảm ơn khán giả, cảm ơn những ân nhân của em. Cảm ơn tất cả mọi người đã tạo nên em và đã cho em có cơ hội đứng ở The Masked Singer để gửi tặng đến tất cả mọi người. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn ạ. Và bây giờ, em còn cảm ơn một hai người nữa. Hai người nữa. Cho em nhé, cho em cảm ơn nhé. Có gác đâu, chưa gác. Em sẽ cảm ơn những người thầy của em đã dìu dắt em trong hơn một năm qua và trong 4 năm qua. Đó là cô Mai Hương ở ngoài Hà Nội và cô Minh Huệ sống ở tại Sài Gòn. Cảm ơn sư phụ rất nhiều đã luôn luôn yêu em. Cô Minh Huệ có nghĩa là cô của em và cô của con ông hồi nãy là một cô. Là một ổ. Thật ra cũng là cô của tôi luôn. Dạ. Ủa? Sắp của anh Huy luôn rồi. Chắc mai em đăng ký luôn không rồi. Không có, cô dạy thiếu điều hết nữa cái showbiz rồi. Dạ, đó là cô Minh Huệ của chúng tôi thưa quý vị. Một người phụ nữ đã rất lớn và vẫn yêu nghề và luôn luôn tạo ra nhiều thế hệ những chàng trai trẻ tuổi giỏi giang như thế này. Thưa quý vị, một lần nữa một tràng pháo tay nồng nhiệt cho sự xuất hiện của anh Tú với hình hài của Voi Bản Đôn. Bây giờ còn lời cảm ơn được ý nghĩa hơn bằng một bài hát nữa. Chính xác. Chơi ạ. Bài gì ạ? Bài gì ạ? Em hát 3 bài buồn rồi, thì bây giờ em sẽ hát một bài quẩy. Quẩy nhá. Nhảy nhót cho nó vui nhá mọi người. Ok là nhá. Ok là, mọi người sẵn sàng quẩy cùng em không ạ? Sung hơn nữa được không ạ? Đó. Và rồi thôi hát đi. Hát. Và khổ lắm cơ, MC mà phải mời xuống thì mới xuống đấy mọi người ạ. Rồi em ready ạ.
là cô ấy, là niềm vui đến sau nỗi buồn, là người mang nỗi sầu đi buồn, chẳng một ai khác thay thế được. Ngay lúc này không gì ngăn anh được nữa, tâm trí như rình bùa, không phải hoàng tử đâu, nhưng anh sẽ cưng chiều em như nàng công chúa. Tình yêu của anh như một cơn lốc, muốn em vô cùng tầm bão đến hết nửa đời về sau. Anh sẽ biến em trở thành cô bé mãi luôn luôn là như thế đến hết nửa đời về sau. Baby every time you read my mind, chẳng để em thuộc về một vòng tay khác. Trái tim anh đầy chờ mong sẽ không ai được ngừng đâu ngoài em. Đến hết nửa đời về sau. Trong mắt mình sẽ bỏ cảnh anh. Đáng nhiên bao nhiêu tiêu xa. Xoài cả từ đêm xa, em mê do anh rap hay, còn biết play tới hai đàn. Để trong gian đêm, đêm ngày là việc nhà ai khiến em lạc dây. Đồn gục em bằng đôi lại qua chơi, giọt vào tai nắng qua liền qua môi. Tôi còn hứa vì vốn ngày sau đặt hố tình ái để kiếp người ta cùng rơi vào. Vậy thì thôi nào, em trao nụ hôn đầu sao mà hơi thả. Uống đồ nước chỉ có mẹ anh được bơi vào. Coi như chọn hay là khơi mà. Tâm ta xì mà em không ngừng em gửi cho anh. Và lên không chung luôn là toàn đời. Mình kia dưng dưng yêu em ngay khi lòng gian cong lưng. Anh như vua đem trao vương quý bao nhiêu yên vui nơi thâm cung. Tương lai mai sau ta hai nó mới xong đôi. Tình yêu của anh như một cơn lốc, cuốn em vào vùng tầm bão đến hết nửa đời về sau. Anh sẽ bên em trở thành cô bé mãi luôn luôn là như thế đến hết nửa đời về sau. Baby every time you read my mind, chẳng để em thuộc về một bóng tay khác. Trái tim anh để châu báu sẽ không ai được ngừng đâu ngoài em. Đến hết nửa đời về sau. Thank you dancers, một bài hát hoàn toàn mới của anh Tú. Hy vọng là quý vị sẽ ủng hộ cho anh Tú trong những chặng đường sắp tới nha. Thank you. Anh Tú cảm ơn tất cả mọi người đã dành tình cảm cho anh Tú. Và bài hát 1/2 là một bài hát mà anh Tú muốn dành tặng đến tất cả quý vị và khán giả. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã luôn luôn dành tình cảm cho anh Tú cũng như các mascot. Cảm ơn rất nhiều ạ. Cảm ơn Tú. Cảm ơn Tú nhiều. Đấy, ca sĩ cứ toàn phải mời vào trong. Hát xong thì vào thì trong đó. Cho MC chứ. Bây giờ là sân của chúng tôi. Trời ơi, quý vị ơi. Đây em đón nhân vật cuối cùng quý vị ơi. Một tràng pháo tay cho cú Tây Bắc. Quý vị nhìn đi, quý vị thấy là cái người phụ nữ này là chúng tôi mỗi lần đi là cơm bưng nước rót. Là coi như là tháp tùng thêm 12, 13 người. Tại sao? Lớn tuổi rồi, đi không có nổi nữa. Mà quý vị thấy không, tuổi này mà đi thi có như là theo chương trình mấy tháng trời mà đeo một cái đầu nặng như thế này, quý vị thấy nó mâm bữa nay là đỡ rồi, tỉnh lược rồi đó. Bình thường là mâm ngũ quả nguyên cái cầu Âu Thước trên đầu, thì làm sao một cơ thể nhỏ bé như thế này với tuổi tác như thế này có thể gắn được cái đầu này thì mấy tháng liền. Thì đây, nhân vật này là ai? Thưa quý vị, hãy chuẩn bị đến với phần lộ diện của cú Tây Bắc. Ai mà lại khiến cho anh Bằng Kiều điên đảo? Ai mà lại là idol của Tùng Dương? Trời, ai là ai mà mấy tháng liền có thể đeo được cái mascot này mà hát? Và đó chính là
một danh ca. Thưa quý vị, danh ca Hương Lan. Wow. Trời ơi. Thiệt sự này cô thật sự. Trời ơi, đây con sửa tóc lại cho mẹ cho. Ở ngoài Trấn Thành gọi là Má Lan. Trời ơi, thấy thương không? Khán giả hỏi thiệt là muốn biết tuổi thật của Cú Tây Bắc năm nay bao nhiêu tuổi mà có thể đổi cái đầu ra suốt mấy tháng liền mà thi. Hương Lan xin thân ái kính chào tất cả quý khán thính giả đang có mặt trong đêm nay. Trước hết thì cho Hương Lan cảm ơn. Lời đầu tiên cảm ơn là cảm ơn khán giả đã yêu mến Hương Lan. Không phải là vài năm như các em trẻ đây, mà quý vị đã vỗ tay, đã thương Hương Lan và đã làm cho Hương Lan sống lên và sống mãi cho tới bây giờ là đứng trên sân khấu được hơn 60 năm. Quá trời. Nói tới 60 năm là hơn nửa thế kỷ. Dạ, nửa thế kỷ. Hơn nửa thế kỷ trên sân khấu. Và ngày hôm nay mình đang nói là tuổi nghề thôi nha, chưa nói tới tuổi thật đấy. Dạ. Mà quý vị thấy là con hỏi thiệt, mỗi lần mà mẹ đổi cái đó mẹ có mệt không? Mà tại vì mẹ từ Mỹ mới bay về thì đôi khi múi giờ nó lại khác nữa. Thì mỗi lần mà mẹ thiếu ngủ rồi làm sao mẹ có thể hát được trong suốt cái thời gian đó? Phải nói là tâm sự cùng quý vị là Hương Lan đã gặp rất nhiều khó khăn. Khó khăn nhất là mình tự bên Mỹ mà tham gia chương trình The Masked Singer mùa 2. Trước khi nhận lời với chương trình này thì Hương Lan cũng đã suy nghĩ không biết là mình có làm nổi hay không. Và mình sẽ hát được tới tiết mục thứ mấy rồi mình đi ra. Nhưng mà cái điều đó bao giờ thì ca sĩ nào cũng sẵn sàng và chuẩn bị cho mình một bài hát khi lộ diện. Nhưng rất là hân hạnh. Và đây là một cái kỷ niệm rất lớn trong cuộc đời sân khấu của Hương Lan. Là trên 60 tuổi mà vẫn hát được cùng các em, các cháu. Và cũng gặp được quý vị trong hôm nay. Thì đối với Hương Lan đó là một cái chuyện mà Thượng Đế đã ban cho Hương Lan rất nhiều, rất nhiều. Và xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Thật ra anh Thành, chương trình chúng ta cho khán giả được biết là với một cái mặt nạ rất nặng như thế này và cái dạ, ghi lắm. Hình chúng ta thường kéo dài đến 2-3 giờ đêm. Đúng rồi. Yeah. Mỗi lần mà tới hát tới 3-4 giờ sáng là tôi quy với Thành cái nói thôi làm lẹ lẹ cho cô Cú hát chứ không thôi để lo sức khỏe của cô Cú. Có khi vừa xuống máy bay, quý vị biết không, vừa xuống máy bay là từ ở phi trường đi thẳng về phòng quay để mà chuẩn bị để mà quay. Dễ sợ, không nghỉ ngơi gì luôn. Dạ không nghỉ ngơi. Tập bài có 2 ngày thôi. Mà tập bài thì chỉ được có một lần thôi. Mà quý vị thấy một cái người phụ nữ nhỏ bé như thế này đội ngần ấy đồ đạc ở trên người mà còn jet lag đi giờ Mỹ mới bay máy bay về mấy tiếng, 20 mấy tiếng đồng hồ đi máy bay xong về phải hát liền. Và quý vị biết một cái điều rất là đặc biệt là con nghe nói là sau chương trình này thì hình như tình cảm hai vợ chồng hâm nóng hơn thì phải, bởi vì từ ngày có Cú Tây Bắc thì anh ấy ở nhà đón xem và đọc comment của Cú Tây Bắc rất nhiều thì phải. Dạ đúng vậy, và anh ấy cũng có mặt trong đêm nay. Wow. Dạ đâu ạ? À? Dạ không biết ngồi chỗ nào nữa. Đây, thưa quý vị, đã phát hiện đây. Chồng của ca sĩ Hương Lan, thưa quý vị đây. Một tràng pháo tay cho bố ạ. À. Dạ. Từ ngày có Cú Tây Bắc hình như anh ấy quan tâm nhiều hơn cho Hương Lan phải không? Dạ anh ấy lo lắng và xem comment mỗi ngày. Trời ơi. Rất là trending, rất là trending. Nhưng mà cô ơi con hỏi này là trong một tập á là khán giả cũng hỏi là cô có chia sẻ là sẽ làm một cái đêm nhạc. Để cảm ơn khán giả thì mình sẽ chia sẻ thêm thông tin về đêm nhạc cho khán giả theo dõi không ạ? Dạ. Sẵn đây thì Hương Lan cũng xin thông báo cùng quý vị thì gọi là thông báo nhưng mà thật sự đây là Hương Lan nghĩ rằng đã đến lúc mà mình phải chuẩn bị để mình gác lại những cái chương trình mà không thể đi hát được vì lớn tuổi rồi. Mình muốn tập trung nhiều hơn và Hương Lan sẽ làm một cái YouTube nghệ sĩ Hương Lan Official. Và trong chương trình đó thì Hương Lan nghĩ rằng Hương Lan là một cái đêm giả từ sân khấu. Nhưng mà không phải là giải nghệ đâu nha. Hương Lan vẫn hát nhưng mà hát trên cái YouTube của mình. Hát trong những chương trình từ thiện. Và thỉnh thoảng sẽ có quay hình những chương trình nào thật là ý nghĩa.
Và không có, quý vị sẽ không được xem Hương Lan ở phòng trà, ở vũ trường hay ở một cái nơi nào nữa. Và nhưng trên YouTube Hương Lan, Hương Lan cũng mong rằng quý vị sẽ nhìn vào đó xem Hương Lan hát. Tại vì ông trời cho, tổ nghiệp cho giọng hát mà mình không hát, mình vẫn hát chứ. Nhưng mà không có đi nhiều như bây giờ. Dạ. Nói chứ cũng sẽ có dành thời gian nhiều hơn cho bản thân. Dạ, cho tại bản vì thân. Mẹ đã hát hết cả cuộc đời của mẹ rồi, 60 năm rồi, là quá nhiều cho khán giả rồi. Biết sao Thành, biết sao mà mẹ cảm ơn khán giả không? Dạ. Tại vì mẹ đã biết nhận cái món tiền đầu tiên gọi là cái cachet đó, nhận tiền của khán giả vì đứng trên sân khấu từ lúc Hương Lan 5 tuổi. Đúng lúc đó là thần đồng bé Hương Lan, ái nữ của nghệ sĩ Hữu Phước. Vậy là chắc là trên cái kênh YouTube của mẹ sắp tới là cũng sẽ có những bài hát của ông ngoại Hữu Phước đúng không? Dạ. À, Hương Lan sẽ làm một cái YouTube, nhưng mà cái điều đầu tiên hết mà Hương Lan muốn là Hương Lan muốn nhắc lại ba của mình, đó là nghệ sĩ tài danh cải lương Hữu Phước. Mà ở đây có thể những người trẻ cũng chưa biết được, thì Hương Lan muốn giới thiệu đến để cho tất cả biết rằng cái người tạo ra Cú Tây Bắc, người đã tạo ra cái tên Hương Lan là ai, và ông là một nghệ sĩ như thế nào. Thì Hương Lan chính muốn chính mình tự nhắc đến ba mình, và để cho khán giả, nhất là những khán giả trẻ, biết về cái dòng dõi của Cú Tây Bắc. Xin cảm ơn rất là nhiều những chia sẻ của Cú Tây Bắc ngày hôm nay. Thật sự là rất là xúc động và đầy cảm xúc. Chúng ta hy vọng là sắp tới trên kênh YouTube của nghệ sĩ Hương Lan sẽ có nhiều hơn nữa những bài hát mới. Và Trấn Thành cũng là một fan hâm mộ của Cú Tây Bắc. Nói chung là Trấn Thành là người nghe nhạc má Hương Lan từ nhỏ tới lớn. Và Trấn Thành đã từng nói với tất cả mọi người rằng là với Trấn Thành á, riêng với Thành thôi nha, thì trong cái dòng nhạc của mẹ đang theo đuổi, thì tiếng hát của Hương Lan như là một cái thước đo về chuẩn mực của chất lượng. Nếu mà ai mà nói là muốn nghe dân ca hát hay thì sao, thì nghe Hương Lan đầu tiên. Nói chung là với Trấn Thành, Hương Lan là một báu vật, một giọng ca báu vật của Việt Nam. Và đây là một giọng ca nên được bảo tồn và nên được yêu thương nhiều hơn nữa. Một tràng pháo tay nồng nhiệt nữa cho danh ca Hương Lan với hơn 60 năm cống hiến cho nghệ thuật, thưa quý vị. Và chắc chắn thế hệ trẻ tụi em với hành trình của Cú Tây Bắc thì cũng sẽ đăng ký sớm kênh của cô để được thưởng thức những bài hát, cũng như là sẽ theo dõi và nhân rộng ra những bạn trẻ khác nữa. Và nhân đây thì con cũng thay mặt cho tất cả các nghệ sĩ trẻ nghiêng mình để phục về sự góp mặt của cô tại The Masked Singer. Đúng rồi, cảm ơn mẹ đã chịu nhận lời tham gia The Masked Singer năm nay. Bây giờ mình hát bài gì? Cảm ơn The Masked Singer năm nay đã cho Hương Lan có cơ hội để được sống cùng trên sân khấu với các em, các bạn trẻ. Và Hương Lan cũng thấy rằng ở đây quý vị có thấy là những người trẻ mà Hương Lan đã xem trong chương trình này hát rất hay, rất dễ thương và rất có trình độ. Bây cho giờ, nên là Hương Lan cũng khuyến khích rằng, nhất là các em vừa hát mà lại vừa sáng tác được, đó là một cái điều mình phải lo lắng cho các em nhiều hơn, để mà cho các em có con đường để tiến lên. Dạ. Bây giờ mẹ sẽ hát bài gì? Dạ. Dạ, chắc là mẹ phải nói là mẹ chuyên môn, chuyên trị về bài hát Những Người Mẹ Việt Nam. Hương Lan muốn nhắc đến cái tình yêu, tình thương của những người mẹ, nhất là người mẹ Việt Nam. Lo lắng, buồn khổ và trông chờ con, yêu con đến ngày nhắm mắt. Vâng, thưa quý vị, và ngay sau đây quý vị sẽ được lắng nghe ca khúc Lộ Diện của Cú Tây Bắc, cũng là một trong những bài hit của Cú Tây Bắc trong thời gian gần đây. Thưa quý vị, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Nhất, Mẹ Ơi Mai Con Về. Xa quê cũ có mong quay về, có mong quay về, mẹ còn đây, mẹ còn đây.
chờ hoài, nơi chung xa xăm chờ con mòn mỏi, chờ con mòn mỏi sớm khuya lâu rồi, sớm khuya lâu rồi mẹ chờ con, mẹ chờ con, mẹ chờ con, chờ trong nắng mưa mãi lá đơn sơ chiều dần buông, chiều dần buông tiếng bìm bìm kêu chiều nhớ con thật chờ con.
Tây Bắc, danh ca Hương Lan. Và chào mừng sự trở lại của Voi Bản Đồn Anh Tú và ông Baby Oren ạ. À, quý vị và các bạn thân mến, và đến bây giờ thì chúng ta cũng đã biết được đằng sau lớp mặt nạ mà ba mascot vừa rồi là ai. Thì đây sẽ là lúc mà chúng ta biết được thứ hạng cuối cùng của họ khi đến với The Masked Singer. Thanh biết rằng là đây chỉ là một sự xếp hạng về những lá phiếu bình chọn của quý vị trên Vion mà thôi. Bởi vì dù cho là thứ hạng gì đi nữa thì ngày mai khi ra sân khấu, khi đi lưu diễn ở nhiều nơi thì tình cảm quý vị dành cho mỗi một giọng hát là hoàn toàn khác nhau. Cho nên chúng tôi hy vọng rằng là ngày hôm nay dù cho ở thứ hạng nào thì mọi người cũng sẽ vui và đón nhận cái kết quả này một cách thật là tích cực. Một tràng pháo tay nữa cho ba gương mặt rất tuyệt vời trên sân khấu, Orange, ca sĩ Hương Lan và ca sĩ Anh Tú thưa quý vị. Và bây giờ kết quả thì chúng tôi đã cập nhật những con số cuối cùng rồi ạ. Chúng tôi xin trân trọng kính mời lên sân khấu ông Hoàng Mạnh Thắng ạ. Xin mời ông Hoàng Mạnh Thắng đến từ công ty Earth Young Việt Nam, đơn vị xác nhận lượng bình chọn của quý vị khán giả trên ứng dụng giải trí Vion sẽ cho chúng tôi phong bì kết quả. Xin cảm ơn anh. Xin cảm ơn ông Hoàng Mạnh Thắng. Wow. Hiện nay trên tay tôi là kết quả từ quý vị khán giả khi bình chọn trên ứng dụng giải trí Vion dành cho ba mascot cuối cùng. Ủa, em mở ra ha. Mở đi. À, dạ hiện tại kết quả bình chọn cuối cùng. Oh, oh. Thưa quý vị, tôi xin được đọc lượt bình chọn dành cho giải 3 của chương trình. Tổng lượt bình chọn trước đi. Chúng ta có số phiếu bình chọn là 98.219 phiếu, chiếm 24.3%. Và chúng ta có tổng số phiếu bình chọn dành cho top 3 hiện tại là 404.153 phiếu. Thưa quý vị, trong 4.000 trong 404.000 phiếu đó thì vừa rồi là giải 3. Á quân của chương trình thì nhận được 122.610 phiếu, chiếm 30.3%. Và quán quân của chương trình có 183.324 phiếu, chiếm 45.4% lực bình chọn. 45.4% lực bình chọn. Và bây giờ chúng tôi xin được công bố giải 3 của cuộc thi. Người đang sở hữu 24.8%. 98.219 số phiếu bình chọn, giải 3 đã thuộc về Cú Tây Bắc. Xin chúc mừng. Xin một tràng pháo tay đồng nhiệt để chúc mừng cho Cú Tây Bắc thưa quý vị. Chúng tôi xin nhắc lại, đó chính là Cú Tây Bắc sở hữu số phiếu bình chọn là 98.219 phiếu và phần trăm lượt bình chọn là 24.3%. Và chúng ta còn hai vị trí quán quân và á quân. Xin nhắc lại, á quân chiếm 30.3% và quán quân chiếm 45.4% lượt bình chọn của quý vị khán giả. Mình chơi lớn, mình công bố luôn quán quân không anh? Chắc chắn. Mà nó lớn quá. Và người còn lại sẽ là á quân. Có lớn quá không? Thôi chơi luôn đi. Thôi á quân trước đi. Thì người còn lại sẽ quán quân. Thì tùy em. Và thôi quán quân trước đi, rồi á quân. Em hồi hộp quá. Thưa quý vị, thôi chúng tôi sẽ công bố quán quân của cuộc thi năm nay luôn ạ. À. Và người còn lại dĩ nhiên sẽ là á quân của cuộc thi. Quý vị bình chọn cho ông Baby hay vào bản đồ không ạ? Xin chúc mừng quán quân của The Masked Singer 2023 năm nay. Và đó là... Voi Bản Đồn!
đó chính là ông Baby sở hữu 122.610 lượt phiếu bình chọn và phần trăm bình chọn là 30.3%. Và quán quân của The Masked Singer Việt Nam mùa 2 đó chính là Voi Bản Đôn sở hữu 183.324 số phiếu bình chọn và phần trăm lượt bình chọn là 45.4%. Chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Bảo Thái sẽ đại diện cho V Channel và xin mời Miss Tường sẽ đại diện cho Ngân hàng Quốc tế VIB, đơn vị tài trợ chính của chương trình năm nay sẽ lên sân khấu để trao các giải thưởng quan trọng ngay giờ phút này. Trước khi đến với ba giải thưởng chính thì chúng tôi sẽ trao một giải thưởng bên cạnh bên rìa, đó gọi là giải lỗ tai vàng, thưa quý vị, dành cho các vị cố vấn đã lắng nghe được, đoán đúng được nhiều mascot nhất của chương trình. Và chúng tôi sẽ được trân trọng kính mời ông Lâm Quốc Anh, giám đốc cao, giám đốc cấp cao, cấp cao kinh doanh toàn quốc, đại diện của hãng bia Pháp 1664 Blanc lên sân khấu ạ. Và bây giờ thì chúng ta đã có kết quả của ba mascot rồi, nhưng mà trước khi chúng ta trao giải cho ba mascot sẽ là giải thưởng chiếc tai vàng. Em nên trao đi, tại vì anh cũng lịch sự và khiêm tốn, anh cũng không nên tự nói về bản thân mình ở giải thưởng này, bởi vì khả năng anh chiến thắng rất cao. Wow, wow. Và thưa quý vị, giải thưởng chiếc tai vàng đã thuộc về một cố vấn với câu khẩu hiệu chỉ cần... Chúng tôi chỉ có ba cố vấn thôi là Bích Phương, Tóc Tiên và Trấn Thành. Năm ngoái thì Tóc Tiên đã nhận giải này rồi. Và năm nay nếu mà tôi mà không nhận được giải này nữa thì năm sau tôi làm lại. Năm sau chơi tiếp. Ừ. Câu kinh điển của cố vấn này: ở Việt Nam có mấy người? Xin được chúc mừng cố vấn Trấn Thành đã sở hữu chiếc cúp tai vàng ạ. Xin mời ông Bảo Thái và ông Lâm Quốc Anh trao chiếc cúp tai vàng và giải thưởng trị giá 100 triệu đồng từ nhà đồng tài trợ bia Pháp 1664 Blanc, bia vị chức mở bất ngờ cho cố vấn Trấn Thành. Tóc Tiên ơi, giải thưởng này là dành cho em. Cảm ơn anh Thái, cảm ơn anh Lâm ạ. Yeah, I did it. Em giữ giùm anh này nha. Bây giờ tới phần quan trọng nè. Trao giải cho ba ca sĩ của chúng ta. Và bây giờ xin mời ông Bảo Thái trao giải ba cho Cú Tây Bắc ạ. Thưa quý vị, giải ba với giải thưởng trị giá 100 triệu đồng xin được gửi đến cho ca sĩ Hương Lan với nhân vật Cú Tây Bắc. Xin được cảm ơn sự cống hiến của ca sĩ Hương Lan dành cho chương trình The Masked Singer năm nay. Một tràng pháo tay nồng nhiệt để chúc mừng cho ca sĩ Hương Lan, thưa quý vị. Xin cảm ơn ông Bảo Thái ạ. Và xin cảm ơn danh ca Hương Lan ạ. Với giải nhì của chương trình, xin mời ông Baby, ca sĩ Orange. Mời ông Bảo Thái một lần nữa trao giải nhì cho ông Baby. Và thưa quý vị, ông Baby, ca sĩ Orange sẽ nhận được một phần thưởng trị giá 200 triệu đồng đến từ chương trình. Xin được chúc mừng Oren và xin được cảm ơn ông Bảo Thái ạ. Và bây giờ sẽ là phần trao giải thưởng dành cho quán quân của cuộc thi năm nay. Chúc mừng Voi Bản Đôn, ca sĩ Anh Tú với giải thưởng cao nhất của cuộc thi The Masked Singer năm nay, quán quân của chương trình. Chúng tôi xin được kính mời đại diện nhà sản xuất ông Bảo Thái sẽ trao giải thưởng cho quán quân của The Masked Singer Việt Nam mùa 2. Và giải thưởng này sẽ nhận được một chiếc cúp danh giá của chúng tôi kèm theo phần thưởng trị giá là 300 triệu đồng đến từ chương trình ạ. Và ngoài ra, quán quân sẽ nhận được một giải thưởng mặt nạ vàng trị giá 100 triệu đồng đến từ nhà tài trợ Ngân hàng Quốc tế VIB. Và giải thưởng này sẽ được trao thông qua thẻ VIP Supercard.
thẻ tín dụng hoàn tiền tốt nhất, hoàn 15% tùy chọn lĩnh vực hoàn tiền. Và chúng tôi xin mời Miss Tường cũng sẽ đại diện cho ngân hàng VIP trao cho voi bản đồ. Một lần nữa, chúc mừng voi bản đồ Ấn Độ. Rất cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình của chúng tôi trong suốt nhiều tháng vừa qua. Một lần nữa chân thành xin được đại diện cho đơn vị tổ chức chương trình V Channel và Vion thuộc đất Việt VAC Group Holdings. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã dành rất nhiều tình cảm cho The Masked Singer năm nay. Và thưa quý vị, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với V Channel thuộc đất Việt VAC Group Holdings thực hiện. Và chúng tôi không quên cảm ơn nhà tài trợ chính chúng tôi, đó chính là ngân hàng quốc tế VIP dẫn đầu xu thế thẻ. Cũng xin được cảm ơn nhà đồng tài trợ, đó chính là bia Pháp 1664 Blanc, bia vị chất mở bất ngờ. Và một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình đã khép lại với giải ba thuộc về ca sĩ Hương Lan, nhân vật Cú Tây Bắc. Giải nhì thuộc về ca sĩ Orange, nhân vật Ông Baby. Và giải nhất thuộc về ca sĩ Anh Tú, nhân vật Voi Bản Đôn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Những người đang trước mặt và rồi ta lắng nghe, hãy đoán xem đó là ai. Một dòng ca bất diệt một lần nữa trở lại, tỏa sáng lần này mãi mãi. Yeah, we just radio, gentlemen, đón xem một cái tên không xa lạ với ta. Yeah, we just singer behind the mic, phía sau là bất ngờ đôi khi ta chẳng thể nghĩ ra.